Minasan, konnichiwa. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh học tiếng Nhật cùng anh Sensei. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục giải quyết đề thi thử GLPT N2, phần thi ngữ pháp. Môn đai 7 là môn đai ngữ pháp trong câu, câu số 31 này. Ie o kau tame ni ginko de 30 nen ron o kunda. Ở đây các bạn có cái cụm từ ron o kunda có nghĩa là lập một cái khoản vay, hoặc là dịch thoáng hơn là mua trả góp đấy. Chúng ta thấy ở trước cái phần cần điền là một gì nhỉ? Là một từ chỉ khoảng thời gian 30 năm đúng không? Vậy thì đi với nó sẽ là gì? O tsujita ni watatta ni shitagatta và o kinishita. Chúng ta thấy với cái từ chỉ thời gian, khoảng thời gian như thế này, chúng ta sẽ loại trừ được số 3 và số 4. Số 3 chúng ta có ngữ pháp nishitagate, có nghĩa là dựa trên hoặc là cùng với. Thông thường nó dùng dưới dạng là nishitagate chứ không có dạng thức là nishitagata cộng với danh từ phía sau. Nani nani o kinisuru có nghĩa là lấy cái đó làm nguyên nhân, lấy cái đó làm nguyên cớ nhá. Vậy là không phù hợp. Vậy chỉ còn số 1 và số 2 là hai cái có thể đi kèm với lại từ chỉ thời gian, khoảng thời gian ở phía trước. Thế nhưng mà chúng ta thấy rằng ngữ pháp nani nani o tsujite nó sẽ không tạo ra được dạng thức bổ nghĩa, nên là chúng ta cũng sẽ loại một đi. Đúng ở đây phải là số 2, niwatata, có nghĩa là suốt hoặc là khắp trên một cái phạm vi như thế. Câu này có nghĩa là để mua nhà ấy thì tôi đã gì nhỉ? Tôi đã mua trả góp ngân hàng suốt 30 năm. Câu số 32. Ni san nichi nani nani ishukan ja matte wa iraremasen. Wa areba wa moto yori naramada shimo wa narakoso. Ở đây chúng ta thấy có là 2 3 ngày. Phía trước đang là 2 3 ngày này. Phía sau đang là 1 tuần. 2 3 ngày thì sau đó 1 tuần thì tôi sẽ không thể nào tôi đợi được. Ngữ pháp Tewa Irarenai có nghĩa là không thể làm cái hành động đó nhá, bởi vì là mất kiên nhẫn. Chúng ta có thể nghĩ đến cái nghĩa của câu này đó là gì nhỉ? 2-3 ngày thì được, 2-3 ngày thì có thể ok. Đấy, vậy thì chúng ta sẽ lựa chọn ngữ pháp nào mang tính chất như vậy. Số 1 là wa deba, là nếu có, không chính xác. Số 2 nani nani wa moto yori có nghĩa là cái phía trước là đương nhiên, cái phía sau cũng có tính chất tương tự. Ở đây đằng sau không có cái dạng lặp lại mang tính chất là cũng, chẳng hạn như là trợ từ mô, chúng ta không thấy, cho nên là không phù hợp nhá. Hai loại này. Câu số 3 chúng ta thấy là naramadashimo, có nghĩa là nếu là như vậy thì còn được. Nếu là 2-3 ngày thì còn tạm, chấp nhận được, còn xem xét, nhưng mà 1 tuần thì tôi không đợi. Vậy thì đúng nhất phải là số 3. Đây là ngữ pháp N1, đôi khi là trong đề thi N2 người ta cũng sẽ cho vào một vài câu kiến thức cấp cao hơn là cấp N1, thậm chí là có cả những câu N0 là những cái ngữ pháp mà không có trong giáo trình. Số 4 là narakoso, thông thường chúng ta có một số cái dạng thức người ta ghép ngữ pháp lại với nhau, nara là nếu, koso là chính. Đấy, nhưng mà thực ra chúng ta sẽ chưa gặp cái ngữ pháp narakoso này bao giờ. Như bản thân mình là chưa gặp cái narakoso bao giờ, chỉ có karakoso là chính vì thôi. Chúng ta cũng sẽ loại trừ đi 4, không phù hợp về nghĩa. Câu số 33 này. Uchi no kodomo wa kaji no tetsudai mo jibun no shitagi no sendaku mo shinai. Con tôi ấy thì cái việc mà giúp làm việc nhà nó làm sao đó, và nó không thèm giặt cái đồ lót của nó. Ở đây mọi người thấy là có mô, đúng không? Có mô, vậy thì chắc chắn ngữ pháp của chúng ta sẽ là mô bà mô, có nghĩa là cái A cũng thế mà cái B cũng thế. Vậy chúng ta sẽ phải chọn đáp án đúng là số 2. Con tôi thì việc nhà nó cũng không giúp tôi, nó cũng không làm giúp tôi, mà giặt rũ đồ của nó cũng không làm. Câu 1 Shinai kagiri. Shinai kagiri có nghĩa là chừng nào mà nó không làm. Sai, không phải nghĩa như thế này nhá. Chúng ta sẽ không chọn cái này. Số 3 là shinai koto ni wa
Naikoto như vậy là nếu không A thì không B. Đằng sau không có dạng phủ định, dạng thức là không thể, nên là chúng ta sẽ loại trừ này. Đây là moshinai, có nghĩa là nó không làm, chứ không phải là không thể. Chẳng hạn như là Doryoku shinai koto ni wa seiko dekinai, nếu không nỗ lực thì không thể thành công thì mới đúng. Shinai ue de, chúng ta có ue de sẽ đi với lại thể ta, mà nghĩa là sau khi. Như đây là shinai thì sẽ không đi kèm, nếu là ue ni thì có thể chấp nhận được. Nhưng mà đây lại là ue de thì không phù hợp, nên đúng đây phải là số 2. Câu số 34 này, câu 34 các bạn nhìn như thế này thì nó là một câu về tôn kính ngữ, khiêm nhường ngữ rồi. Misede ở trong cửa hàng. Tên nói như này. Kaiten junen o kinen shimashite tokubetsu seto o okonaimasu node nani nani. Khách nói là arigato gozaimasu, yoroshiku onegaishimasu. Nhân viên bảo là kỷ niệm 10 năm mở cửa hàng ấy, thì chúng tôi sẽ cung cấp một cái gì nhỉ? Chúng tôi sẽ thực hiện một cái khuyến mãi đặc biệt. Đấy, chúng tôi thực hiện khuyến mãi đặc biệt nhá. Và làm sao đó, các bạn thấy động từ là động từ anai, là động từ hướng dẫn. Vậy thì cái người hướng dẫn sẽ phải là người của cửa hàng. Vậy thì nếu hướng dẫn là người của cửa hàng thì phải dùng khiêm nhường ngữ, chứ không được dùng tôn kính ngữ. Câu khách đáp lại là gì nhỉ? Cảm ơn, rất là mong sự giúp đỡ của anh chị. Từng phương án một nhá. Một là go anai sasemasu. Go anai sasemasu nó chia từ khiêm nhường ngữ là go anai shimasu mà sang. Thế nhưng mà ấy, go anai sasemasu nó lại là gì đây nhỉ? Cho phép, đúng không? Nó là cho phép hoặc là cho ai đó làm gì. Nó sẽ không phù hợp với cái tình huống của câu này. Chúng ta sẽ không lựa chọn đáp án số 1. Nếu như nó là annai sasete itadakimasu thì đúng, nhưng mà lại là go annai sasemasu là không chính xác. Câu số 2, go annai itadakimasu. Go annai itadakimasu là một sonke go, là một tôn kính ngữ. Nói là gì đây? Đối phương là người giúp đỡ mình, hướng dẫn mình. Không đúng này. Câu số 3, go annai moshiagemasu. Go annai moshiagemasu có nghĩa là gì nhỉ? Một khiêm nhường ngữ, mình gì đấy, mình làm hành động đó cho đối phương. Đúng ở đây phải là số 3, san bằng nhá. Là chính xác. Câu 4, go annai negaimasu. Go annai negaimasu là một câu mà mình yêu cầu đối phương làm. Không chính xác. Tiếp theo, chúng ta có câu 35. Kokuren no enjo niyotte ooku no kuni no shukuryo jijō wa, nhờ sự viện trợ của Kokuren là Liên Hợp Quốc, mà cái tình hình lương thực ấy của nhiều quốc gia nó làm sao đó. Kōten, ở đây các bạn thấy động từ đều là động từ kōten. Kōten có nghĩa là chuyển biến tốt, chuyển biến theo hướng tích cực. Thì kōten shigachi da, thông thường gachi dùng với những cái biểu hiện mang tính chất hơi tiêu cực. Đấy. Và thông thường là dùng cho cái khuynh hướng, xu hướng mang tính chất của một của người, của cá nhân, tổ chức nhiều hơn là một cái tình hình như thế này, nên là chúng ta sẽ thấy số 1 là không thỏa đáng này. Câu số 2, kōten suru ni kagiru, động từ veru cộng ni kagiru có nghĩa là làm cái đó là nhất. Chẳng hạn như là samui toki wa nabe o taberu ni kagiru, khi lạnh thì ăn lẩu là nhất. Không phù hợp ngữ cảnh. Câu số 3, kōten suru bakkari da veru cộng bakkari da có nghĩa là ngày càng. Nếu mà nhiều bạn nghĩ lập luận như vậy, dịch như vậy thì chọn 3, nhưng mà bakkari da thì đi với những cái chiều hướng mang tính chất tiêu cực, trong khi đây là kōten là một chiều hướng tích cực, nên là chúng ta sẽ loại trừ 3 nhé. Vậy thì chỉ có số 4 là phù hợp. 4 là kōten shitsutsu aru, có nghĩa là đang dần dần được cải thiện, đang dần dần chuyển biến tốt là phù hợp này. Ngữ pháp tsutsu diễn tả cái xu hướng, khuynh hướng thay đổi. Tiếp theo, chúng ta có câu 36. Yamashita nói như này. Keichi de yume na kare no koto dakara tatoe 100円 datte nanani yo so da yo ne. Bạn Yamashita ấy, bạn dùng một cái ngữ pháp N3, đó là no koto dakara. Ai chứ hắn ta là một người mà nổi tiếng
keyboard nổi tiếng kẹt xỉ ấy, thì ngay cả 100 yên cũng làm sao đấy nhá. Từ cái Nokoto Takara, từ cái gọi là nổi tiếng keyboard kẹt xỉ này, chúng ta sẽ suy ra điều gì? Và bạn Yamada, bạn đã đồng tình lại này, chúng ta cùng xem các phương án. Karite kurenai monka. Monka có nghĩa là làm gì có chuyện, không đời nào mà sẽ vay. À, ở đây là người keyboard keo kiệt thì dùng động từ kariru là sai, không phải là vay đúng không? Chúng ta sẽ loại trừ câu số 1 nhá, không phải là vay, phải là không đời nào cho vay 100 yên chứ không phải là không đời nào vay 100 yên. Câu số 2 này, kashi kanenai. Kanenai có nghĩa là có thể xảy ra. Các bạn lưu ý là kanenai là có thể, nhưng kaneru thì lại là không thể. Có thể cho vay là sai rồi. Câu số 3, Karicha irarenai chính là karite wa irarenai, không thể vay mãi được. À, chúng ta cũng không phù hợp cái câu này nhá. Đây là người keo kiệt keyboard thì người ta sẽ không cho vay 100 yên chứ không phải là vay mượn. Vậy thì chỉ còn đúng của chúng ta là số 4. Yon bang, kashite kure konai. Vemasu bỏ mas cộng với konai có nghĩa là không có chuyện đó, không bao giờ xảy ra chuyện đó, không đời nào có chuyện đó. Không đời nào mà nó cho vay đâu, hắn ta cho vay đâu, cho dù chỉ là 100 yên nhá. Đúng đây phải là số 4. Tiếp theo câu số 37. Furimuita shiranai otoko ni nagurareta ga nani ga nanda ka wakaranakatta tsuide ni ageku totan và shidai dewa. Động từ là động từ furimuita là quay lại. Về trước đang là quay lại, về sau là bị một người đàn ông lạ mặt đánh, đúng không? Đấm này mà tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Chúng ta có tsuide ni là nhân tiện, tiện thể. Chắc chắn là không ai nói là nhân tiện quay mặt cả. Loại trừ một nhá. Số 2 age cự. Sau một hồi làm V rất là mất rất nhiều thời gian thì có kết quả là gì? Cái việc quay mặt thời gian rất là ngắn nên là không thể dùng sau một hồi quay mặt được, loại này. Tô tằng là ngay sau khi vừa đấy, vừa mới thì xảy ra cái điều bất ngờ đằng sau. Phù hợp, chính xác của chúng ta sẽ là 3, vừa mới quay mặt lại cái là bị cái ông đàn ông lạ mặt này bị bạn bị cái gì nhỉ? Bị người đàn ông lạ mặt này đánh rồi. Chúng ta có shidai đều ạ, là shidai nó sẽ đi với vemasu bỏ mas mang nghĩa là ngay sau khi, hoặc là đi với danh từ mang nghĩa là phụ thuộc vào cái đối tượng đó. Ở đây là veta thì nó sẽ không phù hợp. Chúng ta cũng loại trừ 4. Câu 38. Chichi wa teinen ichinichi juu bonsai bakari sodatete iru. Shita ue de shita bakari ni shite kara toyu mono shite kara de nakereba. Bố tôi này, chúng ta có từ teinen là nghỉ hưu. Cả ngày ấy chỉ toàn là chăm bonsai, chăm cây cảnh thôi. Shita ue de có nghĩa là sau khi người ta làm cái hành động A, người ta sẽ làm hành động B mang tính chất lấy A làm tiền đề. Ở đây không phải mang tính chất như vậy nên chúng ta sẽ loại trừ 1. Câu 2, Shita Bakari ni có nghĩa là chỉ vì nghỉ hưu, không phù hợp. Ngoài ra thì đằng sau Bakari ni thông thường mang tính chất tiêu cực, ở đây không phải như vậy nhá. Số 3, Shite kara toyu mono. À, đúng của chúng ta sẽ là số 3. Te kara toyu mono là một ngữ pháp được giới thiệu trong chương trình N1, nó bằng teirai. Kể từ khi đó thì có một cái tình trạng, một cái trạng thái tiếp diễn. Câu 4 là shite kara de nakereba là nếu không A thì không B, đằng sau phải dùng thể phủ định cơ. Ở đây không có, chúng ta sẽ loại trừ 4, không chọn được. Tiếp theo câu số 39. Odoroku kanashimu sono news wo kiita hito tachi no hanno wa samazama datta. Phản ứng của những người nghe cái tin đó ấy, rất là khác nhau, rất là đa dạng. Ngạc nhiên này, buồn bã này, dùng để liệt kê nhiều cái thì chúng ta sẽ sử dụng cái gì? Chắc chắn là phải là yara yara đúng không? Nào là đúng nhỉ? Nào là ngạc nhiên, nào là buồn bã khi nghe cái tin đó. Nishitemo có nghĩa là dù là hay là đấy. Chẳng như là shigoto nishitemo, benkyou nishitemo, doryoku ga taisetsu da.
dù là công việc hay là học tập thì nỗ lực là quan trọng, nó mới phù hợp, chứ không dùng để liệt kê những cái đối tượng có nhiều cái đặc điểm như này. Tôi tà thì chúng ta thông thường chúng ta chỉ dùng tôi tà một lần thôi nhá, chứ không dùng tôi tà song hành. Cô tổ na cự tương tự cũng không dùng, chúng ta chỉ dùng một lần, chẳng hạn như là akira akirameru koto naku saigo made ganbatte kudasai, là bạn hãy cố gắng đến cùng mà đừng có từ bỏ. Vậy thì đúng ở đây phải là 4 này. Câu số 40. Kono kōjō no keizai jōkyō atarashii kikai o kōnyū surukoto ga dekinai. Kara sureba kara toite bakari ka wa bakari ni. Về trước chúng ta đang thấy có keizai jōkyō, có nghĩa là tình hình kinh tế. Cái tình hình kinh tế của cái nhà máy này, của cái xưởng này ấy, về sau là không thể mua các cái máy móc mới. Karasureba là nhìn từ, xét từ. À, phù hợp. Đúng đây phải là một nhá. Số 2. Karatoite. Karatoite là mặc dù, dù nói là cái vế trước, nhưng cái đằng sau là cái mà không thể đưa ra kết luận được từ cái đằng trước. Chẳng hạn như là Kodomo da karatoite. Đấy. Jiyu. À, nan demo jiyu na koto wa dekinai. Nhưng mà không phải là cái gì cũng có thể làm một cách tự do được. Chúng ta sẽ loại trừ hai đi nhá. Bakarika là không chỉ này. Bakarini là chỉ vì. Không phải. Câu số 41. Jisho gì đó, yona kotoba no imi o ichiichi sensei ni kiku na yo. Hike ba sumu. Hite wa naranai. Hita ho ga ii và hite mo kamawanai. Ichiichi là từng ly từng tí, từng chút, đừng có mà hỏi sensei, đúng nhỉ? Từng chút, ý nghĩa của những cái từ mà chỉ cần tra từ điển là biết, tức là tra từ điển là biết, thì đừng có gì nhỉ, đem đi hỏi một cách đơn giản như vậy. Những cái gì mà mình tự làm được thì mình làm đi. Vậy thì phù hợp nhất phải là số 1 nhá. Hike ba sumu. Bình thường thì chúng ta biết từ sumu có nghĩa là xong, là ok, đúng không? Thì nếu tra là được, nếu tra là xong, nó gần giống như là hite moi đấy, có thể tra. Còn số 2 là không được tra. Te wa naranai là không được tra này, sai. Những từ không được tra từ điển thì phải đi hỏi sensei chứ, làm sao mà những cái từ không được tra từ điển nó không được hỏi nữa thì làm sao, đúng không? Số 3 là hita ho ga ii, là nên. Ở đây không có sự khuyên nhủ nên hay không nên gì cả, nên là chúng ta sẽ không chọn. Và dù có tra cũng không sao, dù có tra cũng không vấn đề gì, cũng không phù hợp với nghĩa của câu. Đúng đây phải là một nhá. Những cái từ nào mà chỉ cần tra từ điển là xong là được ấy, thì đừng hỏi. Câu số 42, câu cuối cùng của phần môn đai ngữ pháp trong câu này. Kono takasa kara machigai naku hidoi kenga o shite shimau daro. Từ cái độ cao này không sai, chắc chắn là sẽ bị thương nặng. Đấy, các bạn xem từng phương án một này. Tobi oriru no de wa arumaishi. No de wa arumaishi là ngữ pháp N1, có nghĩa là vì đâu phải là. Đấy, chẳng hạn như là kodomo ja arumaishi sonna koto dame, vì đâu phải là trẻ con nữa, nên là không được làm chuyện đó, không được làm chuyện đó nữa. Trẻ con thì làm được, nhưng mà không phải là trẻ con nữa, lớn rồi không được làm. Câu này không phù hợp nhé. Thông thường cái đó nó đi với danh từ nhiều hơn. Loại trừ một này. Số 2 là Tobi oriru koto dakara, là vì, vì nhảy xuống. À, chúng ta có cái nghĩa cũng không phù hợp. Và ngoài ra ấy, koto dakara nó hay đi kèm với lại danh từ n no koto dakara, để chỉ ra cái đặc điểm của đối tượng đó, chứ không đi với động từ nhé. Câu số 3 là Tobi oriyo toshite mo, là cho dù nhảy xuống. Ở đây không phải là dù. Câu này phải thể hiện quan hệ gì đấy? Giả thiết, đúng không? Đúng của chúng ta phải là 4 này. Bởi vì vế sau chúng ta thấy có từ daro là suy đoán. Câu này dùng ngữ pháp yomonara, có nghĩa là nếu A thì B là một điều không tốt. Nếu mà nhảy xuống từ cái độ cao này ấy, thì chắc chắn là sẽ bị thương nặng. Chẳng hạn như là nhảy từ 20 mét rồi. Không, 20 mét thì
cao quá rồi, chỉ cần 10 mét thôi là nhảy từ 10 mét xuống là đã bị thương nặng rồi. Đấy, đấy là các cái câu này, chúng ta sẽ thử xem những câu này thuộc trình độ nào nhé. Ngữ pháp Yomonara là thuộc trình độ N2 này. Ngữ pháp thể bà cộng sư mự là N3 này. Karasureba là N2. Cái việc phân chia này nó chỉ mang tính chất tương đối thôi. Nhưng mà các bạn thử xem là trong đề nó sẽ gồm cái kiến thức ở cấp nào nhiều. Yara yara là N2. Te kara to yu mono là ngữ pháp N1. Tô tầng là N2. Konai là N3. Tsutsuaru là N2. Goanai moshiagemasu là N3. Mo ba mo là N3. Naramadashimo là N1. Và Niwatata là N2. Được lấy theo giáo trình Shinkansen Master nhé các bạn nhé. Tiếp theo chúng ta sang môn đai số 8. Cũng là môn đai 2 của phần ngữ pháp, môn đai xếp câu. Thì với môn đai xếp câu ấy, các bạn cần phải rất là chắc kiến thức ngữ pháp cơ sở, đặc biệt là cái dạng bổ nghĩa của danh từ cũng như là cái cách kết hợp của một số dạng ngữ pháp cơ bản, hoặc là tìm đầu cuối của câu văn. Chúng ta cùng xem câu số 43 này. Benkyou shi hajimete. Nihongo o pera pera shabetteiru ne. Kare wa bikkuri suru ni shite wa 5 ヶ月 ほど. Vế trước đang là bắt đầu học, vế sau đang là nói tiếng Nhật rất là lưu loát. Đấy, vậy thì chúng ta sẽ xếp như thế nào? Ở đây nếu mà lập luận ấy, các bạn thấy có từ gì đây? Các bạn thấy có từ nishite wa là ngữ pháp. So với việc. Đấy, so với việc thì đằng trước nó sẽ là các cái gì nhỉ? Các cái số lượng mang tính chất cụ thể. Vậy thì chúng ta thấy ở đây có từ gokagetsu. Như vậy là chúng ta sẽ ghép được số 3 là gokagetsu này. Đằng sau nó sẽ là số 2. Nishite wa. Còn số 1 và số 4 thì xếp thế nào? Các bạn thấy có từ hodo. Hodo là đến mức. Có nhiều nghĩa nhưng mà ở trong này chúng ta có thể hiểu là đến mức. Đấy. Sẽ có nhiều bạn nghĩ là hodo đây là khoảng cỡ đấy, nhưng mà nếu mà dịch là khoảng cỡ thì sẽ không có cái từ nào đi kèm với nishite wa được, nên chúng ta không ghép như vậy được. Vậy thì hodo là đến mức, nó sẽ đi sau là gì nhỉ? Nó sẽ đi sau một futsuke, một thể thường. Vậy thì chúng ta sẽ có một là kare wa bikkuri suru, và cuối cùng là 4 hodo. Thứ tự của chúng ta là 3 2 1 4. Đấy. Vị trí dấu sao ở 2 các bạn sẽ khoanh 2 nhá. Câu này có nghĩa như thế nào? À, so với việc bắt đầu học mới được có 5 tháng ấy, thì anh ấy đang nói tiếng Nhật lưu loát đến mức mà giật mình, đến mức khiến mình ngạc nhiên. Câu số 44 này. Saikin no Boryoku na mono ga aru dewa nai. Kodomo muki no manga ni wa kodomo muke. Ở đây các bạn thấy có ngữ pháp muki và muke. Muke là sản xuất dành cho một đối tượng nào đó, chưa chắc là nó đã phù hợp. Còn muki là thích hợp, tương thích, fusawashi, au, phù hợp với đối tượng đó. Vậy thì các bạn sẽ thử xem. Thứ nhất, chúng ta thấy này, ở đây có monogaru và đây là nhiều ạ. Vậy thì chúng ta có thể hiểu là trong những cuốn truyện tranh nào đó ấy, thì có những thứ như thế nào đó, đúng không? À, vậy thì chắc chắn là chúng ta phải thấy rằng phù hợp sẽ phải là gì đấy? Trong những cuốn truyện tranh mà sản xuất cho trẻ em, dành cho trẻ em ấy, thì có những thứ không phù hợp với trẻ em. Có nghĩa là người ta cứ sản xuất cho trẻ em thôi, nhưng mà trong đó ấy, có những thứ nó lại không thực sự phù hợp. Vậy thì chúng ta sẽ phải xếp thứ tự đúng sẽ là gì nhỉ? Thứ tự đúng của câu này đầu tiên sẽ là 4 đúng không? Kodomo muke này.
đằng sau 4 sẽ phải là số 3. No manga ni wa. Đấy. Tiếp theo là số 2. Kodomo muki. Và số 1 là dewa nai. Là thế này nhá. Trong những cuốn truyện tranh mà dành cho trẻ em gần đây ấy, thì có những thứ mang tính chất bạo lực, không phù hợp cho trẻ em. Đấy, đúng ở đây phải là 4321, các bạn sẽ khoanh số 2. Nhiều bạn cái câu này ấy, các bạn lại đảo ngược. Cái số 4 cho đằng sau, cái số 2 cho đằng trước. Nếu vậy thì nghe nó sẽ hơi bị kỳ kỳ. Trong những cuốn truyện tranh phù hợp với trẻ em gần đây thì có những thứ bạo lực không dành cho trẻ em. Đã nói là phù hợp, đã nói là phù hợp với trẻ em rồi thì làm sao lại nói là không dành cho trẻ em được nữa, đúng không? Xếp 4 đảo với 2 là sai nhá, mà phải là để như thế này mới chính xác. Tức là truyện tranh này người ta sản xuất cho trẻ em, chưa biết có phù hợp hay không. Đấy. Nó, và nó mang tính bạo lực thì nó không phù hợp. Chúng ta sẽ phải xếp như này. Tiếp theo câu 45. Kono daigaku no shushoku ritsu wa nanani no sei kashira hazu dewa nakatta fukeiki no ni konna ni hikui. Các bạn thấy ở đây có no se kashira. Se là tại, kashira là suy đoán, có lẽ là tại. Các bạn thấy có no vậy chắc chắn là đằng trước nó phải là danh từ, mà đây danh từ chỉ có thằng số 2 là fukeiki. Các bạn sẽ cho số 2 fukeiki ở đây. Tiếp theo chúng ta có gì? Chúng ta có hazu. Đấy. Vậy hazu chúng ta sẽ xếp như thế nào? Hazu chắc chắn là phía trước của nó sẽ phải là gì? Nó phải là danh từ thì có no, đúng không? Đấy. Hoặc là thể thường. Ở đây không có dạng thức danh từ đi kèm hazu cho nên là chúng ta sẽ phải cho thể thường. Thể thường ở đây chúng ta sẽ thấy là số 4 là phù hợp. Konani hikui tính từ đuôi y này. Như vậy chúng ta sẽ xếp 4 là konani hikui. Và 1 phía sau nhá là hazu dewa nakatta. Đấy. Chúng ta đang xếp được là 4-1. Và cái số 2 đứng cuối cùng. Vấn đề ở đây ấy, là chúng ta chưa biết là 3 sẽ cho ở đâu. À, chắc chắn là 3 không thể cho ở đầu tiên được, đúng không? 3 sẽ phải cho ở đâu? 3 sẽ phải cho đằng sau hazu dewa nakatta. 3 sẽ ở đây. Nổ nhị. Thứ tự đúng là 4-1-3-2. Các bạn khoanh đáp án 3 nhé. Nổ nhị. Câu này có nghĩa là gì? Cái tỷ lệ tìm được việc làm của trường đại học này, của sinh viên trường đại học này thì chắc chắn, có nghĩa là trước đây ấy, chắc chắn là nó không hề thấp như thế này. Ấy vậy mà nó lại thấp, đúng không? Có lẽ là tại vì suy thoái kinh tế. Có nghĩa là trước đây nó chẳng hạn như là tỷ lệ tìm được việc làm là 90%. Đấy. Nhưng bây giờ có 50% thôi thì người ta nói ra cái câu này nhá. Nhất định là nó không có thấp như thế này. Vậy mà sao? Vậy mà nó lại thấp thế? Là bởi vì suy thoái kinh tế này. Câu số 46. Watashi tachi wa hon bakari de naku nanani koto ga dekiru. Câu này cũng là một câu tương đối khó. Bởi vì các bạn thấy samazama na taiken seikatsu no joshiki e. Đây đều là danh từ. Và phía trước của eru và toshite đều có thể là danh từ. Như vậy là chúng ta có thể đảo vị trí của nó cho nhau. Thế nhưng mà cái mấu chốt ở đây ấy là cái từ phù hợp đi kèm đấy là gì. Trước hết này các bạn thấy này, ở đây có koto ga dekiru thì chắc chắn đằng trước phải là veru. Các bạn sẽ cho được thằng số 2 ở đây, đúng không? 2 là o eru, đúng nhỉ? Rồi chúng ta xem qua một chút cái câu nhá, nó nói nhá, chúng ta có thể nhận được cái gì đó. Vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ hiểu rằng là ngữ pháp toshite là thông qua. Chúng ta có thể nhận được một cái điều gì đó thông qua không chỉ là sách mà còn thông qua cái gì đó. À vậy thì đằng trước ấy nó sẽ phải là một cái mang tính chất là công cụ, là phương tiện, đúng không? Vậy thì chắc chắn là công cụ phương tiện nó phải là cái từ taiken, có nghĩa là các cái trải nghiệm.
thông qua các trải nghiệm, chứ không ai nói là thông qua các cái kiến thức đời sống. Mà một cái nữa ấy, đó là eru là nhận được, thì phải là nhận được gì nhỉ, nhận được cái tri thức, nhận được kiến thức đời sống, chứ không đi với từ tai kèn. Tai kèn không đi với eru nhá, kê kèn có thể đi với eru, nhưng mà tai kèn ấy thì nó lại không đi kèm với eru, nên là chúng ta sẽ không chọn được như thế. Vậy thì từ cái lập luận này chúng ta sẽ xếp được số 1 đứng đầu tiên. 1 này là samajama na tai kèn. Đi sau số 1 là ngữ pháp otoshite, có nghĩa là thông qua. Đằng sau là số 3, sekatsu no joshiki. Đấy, thứ tự đúng của chúng ta như thế này. 1, 4, 3, 2. Các bạn khoanh đáp án số 3. Câu này là chúng ta ấy có thể nhận được những cái kiến thức đời sống không chỉ qua sách vở mà còn qua nhiều trải nghiệm khác. Nếu các bạn đổ ngược lại, các bạn dịch là chúng ta không chỉ chúng ta nhận được nhiều trải nghiệm khác nhau không chỉ qua sách vở mà còn qua cái gì nhỉ, còn thông qua cái kiến thức đời sống, nghe nó kỳ kỳ, không phù hợp. Câu 47 nhé, câu cuối cùng của phần xếp câu này. Minna o sanjikan mo mataku hijoushiki na yatsu da. Hitokoto mo nai sumimasen no matasete shimatte to wa. Mọi người thấy ở đây có đang là sanjikan mo, đằng trước là trợ từ hộ, vậy thì chắc chắn đứng sau, ngay sau nó phải là số 3. Matasete shimatte có nghĩa là bắt, chờ đợi. Bắt mọi người chờ đợi những 3 tiếng. Tiếp theo các bạn thấy có này, sumimasen no, đằng sau nó đang có một cái gì đó. Có no này thì chắc chắn đằng sau nó phải là một danh từ đúng không? Vậy danh từ đây sẽ là từ hitokoto. Chúng ta sẽ có số 2 sẽ phải, chúng ta sẽ có số 2 phải đứng trước số 1. 2 là sumimasen no, và số 1 là hitokoto mo nai. Vậy thì còn số 4 chúng ta để ở đâu? Số 4 chúng ta để ở trước 2 hay là để ở sau 1? Số 4 bắt buộc chúng ta phải để ở sau 1 nhá. 4 là tổ ạ. Tổ ạ ở đây nó không phải dùng để định nghĩa một khái niệm, mà nó dùng để thể hiện cái tâm trạng, cái cảm xúc của người nói. Là gì nhỉ? Bắt mọi người đợi những 3 tiếng mà gì đấy, không có lấy một câu xin lỗi. Đấy, thì tọa thì thật là thể hiện cái sự gì nhỉ, cái cảm xúc hạn hán lời, thật là một cái thằng mà vô ý thức đúng không, hoàn toàn là không có những cái kiến thức tối thiểu, không có cái ý thức gì cả. 3, 2, 1, 4, các bạn sẽ khoanh đáp án số 1. Tiếp theo chúng ta sang môn đai 9, là môn đai số 3 ở trong phần ngữ pháp. Các bạn lưu ý đây là môn đai ngữ pháp chứ không phải là môn đai đọc hiểu nhá. Nên là một bài nó tương đối dài, nhiều khi là nó dài bằng một đoạn trung văn, nhưng chúng ta chỉ có thời gian tối đa là làm 5 phút thôi. Làm cái bài này các bạn sẽ không cần phải dịch toàn bộ hết cả bài này. Các bạn chỉ cần đọc một vài câu liên quan, một vài câu xung quanh thôi, các bạn cũng có thể chọn được. Đấy. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ thử xem cái cách làm như vậy. Các bạn nhìn thấy câu 48, câu 48 nó đứng ở đầu một đoạn này, và đằng sau là dấu phẩy. Vậy đây chắc chắn là một câu về setsuzokushi, một câu về liên từ. Thì để làm được những câu về liên từ ấy, các bạn cần phải nhìn cái câu trước và câu sau xem nó nói gì. Các bạn đọc thật kỹ câu trước và câu sau nhá. Đây, câu trước đây và câu sau đó, câu sau đây. Chúng ta cùng xem người ta nói gì này. Kono tatoe ni wa asobi wa daku de dodo wa tsurai demo shinbou shinakute wa という価値観が Komerariteiru. Tatoe là cái sự ví von, so sánh, ẩn dụ, hoặc là trong chuyện ngụ ngôn ấy. Ở trong cái câu chuyện ngụ ngôn này, nó đang hàm chứa một cái quan điểm về giá trị, nó đang hàm chứa một cái suy nghĩ, một cái quan điểm cho rằng chơi là gì đấy? Chơi là thoải mái, đúng không? Đấy. Còn làm việc thì là gian lao, nhưng mà chúng ta vẫn phải chịu đựng nó. Về trước đang nói vậy nhá, về sau nói là ở cái xã hội này, ở trên thế gian này này, có không ít người
họ gì nhỉ, họ nói rằng làm việc thì vui hơn chơi. À, rõ ràng là chúng ta thấy ở đằng trước đang bảo là làm việc là cực nhọc nhưng phải chịu đựng này, ở đằng sau đang nói là gì đây, ở đằng sau đang nói là làm việc thì vui hơn chơi. Rõ ràng hai cái này đang ngược nhau, vậy thì các bạn sẽ cần một cái liên từ mang tính chất ngược nhau. Các bạn thử xem này, câu 48 tokoro de là nhân tiện đấy, nhân tiện, tiện thể, tiện đây dùng để mở, dùng để đổi chủ đề câu chuyện không phù hợp. Sono tame là vì thế, vì vậy, dùng để nối quan hệ nhân quả không phù hợp. Keredo, đúng rồi. Tuy nhiên, vậy nhưng nhá, đúng của chúng ta là 3. Sore nara là nếu vậy thì, đây không phải là giả thiết. Rồi tiếp theo, chúng ta xem câu 49. Các bạn nhìn qua qua một chút các phương án của câu 49 nhá. Odoroki shidai de kanashikatta. Odoroki tsutsu mo kanashikatta. Odoroki shidai de omoshirokatta. Odoroki tsutsu mo omoshirokatta. Shidai là ngay sau khi, tsutsu là cho dù, thì các bạn thấy là cái nào chính xác đây? Chúng ta thử xem nhá. Câu 49 nó nằm ở gần cái gần cuối của đoạn này. Này mọi người cùng xem. Người ta nói gì nhỉ? À, đây cái câu đó đây là cái câu mà thể hiện suy nghĩ của tác giả. Yoku hataraku hito tachi ga iru monda. À, có những cái người, lại có những cái người mà làm việc chăm chỉ như thế. À, vậy thì tác giả cảm thấy như thế nào đây? Tác giả sẽ cảm thấy ngạc nhiên nhưng mà cảm thấy cũng rất là thú vị, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ phải chọn đúng ở đây là 4 là chính xác nhé. À, ngay sau khi, thông thường cái ngữ pháp là si đài là ngay sau khi A thì làm B. Nó thông thường là diễn tả cái việc, cái tình trạng phía trước. Nó sẽ chỉ mất một khoảng thời gian ngắn nữa là diễn ra. Và ngay sau khi như thế thì sẽ làm gì phía sau. Chứ nó không có dạng là cảm xúc phía sau cái ngay sau khi như này. Chẳng như là Ame nga yami shidai xuất phát shimasu chẳng hạn. Ngay sau khi mưa tạnh thì chúng tôi sẽ gì nhỉ? Chúng tôi sẽ xuất phát. Đấy, chứ không có dạng thức là ngay sau khi ngạc nhiên thì sẽ buồn, hay là ngay sau khi gì đấy, ngay sau khi ngạc nhiên thì sẽ thú vị. Và thậm chí là với si đài mang nghĩa là tùy thuộc vào cũng không phù hợp nữa. Chúng ta đọc thử thì chúng ta sẽ không thấy có cái chỗ nào nói về việc buồn bã cả, nên là đúng đây phải là cảm thấy thú vị, bất ngờ nhá. Đấy, cái nội dung của cái câu nói này ấy đã thể hiện cái sự bất ngờ của tác giả rồi. Bất ngờ một cách thú vị. Tại sao lại như thế? Cả câu trước các bạn thấy có này, Soyu hito nga kaze o kuto jo shita. Đấy. Nếu mà đọc thêm thì chúng ta sẽ có thêm thông tin, nhưng mà tạm thời là nếu mà làm nhanh ấy, chúng ta sẽ dựa vào những cái thông tin này để lựa chọn. Tiếp theo câu số 50. Câu 50 các bạn thấy có từ phía trước của cái câu đó đang thấy xuất hiện từ tsumari. Tsumari là câu mà diễn tả gì? Câu mà diễn tả cái sự đúc kết, cái sự tổng kết lại những cái ví dụ ở phía trước, những cái cách nói dài dòng ở phía trước, người ta đúc kết lại một điều lại là như thế. Đấy. Thì chúng ta thử xem cái câu 50. Câu 50 này. Đầu tiên là chúng ta xem qua các phương án nhá. 51 nó nói là gì đây? Lao động là cuộc đời, làm việc là cuộc đời này, làm việc không phải là cuộc đời, vui chơi là cuộc đời và vui chơi không phải là cuộc đời. Chúng ta thử xem cái nào đúng này. Rồi, câu này người ta bảo là tôi nhận ra một điều rằng, đấy, tôi nhận ra một điều rằng này, đây là những cái hitotachi, đây là những cái người mà họ gì đây, họ đã đạt đến cái shinkyo, họ đã đạt đến cái tâm trạng, họ đã đạt đến cái gì nhỉ, cái trạng thái mà sao mà này, đối với họ nhá, mà đối với họ làm sao đó, ở trong đó họ tìm được gì nhỉ, họ tìm được cả cái sự vui chơi, cả cái tình bạn, cả cái tình yêu gia đình, cũng như là cái niềm vui khi thể hiện bản thân trong đó. Vậy thì từ asobi nó nằm
trong đây, trong cái số Nonaka, đúng chưa? Vậy thì cái số Nonaka này nó chỉ cái nội dung phía trước, chắc chắn nó không phải là Asobi được. Đấy, nếu chúng ta đọc thêm cái đoạn phía trên này, nó không nói về việc chơi bời gì cả, chúng ta sẽ loại trừ được ngay số 3 và số 4, bởi vì 3 và 4 đang ví von nói về trò chơi. Vậy chỉ còn số 1 là và số 2 là một trong hai cái phù hợp thôi. Số 1 đang là khẳng định lao động chính là cuộc đời, làm việc chính là cuộc đời, và số 2 làm việc không phải là cuộc đời. Đọc câu này chúng ta thấy rõ ràng là một câu khẳng định, đúng không? Nếu mà mọi người đọc thêm cả mấy câu trước này, hoka ni mo keki ya san kusuri ya san nado neru mamo oshinde hataraku hitobito bakari. Đấy. Toàn những người mà họ tận dụng thời gian ngủ để làm việc, chẳng hạn như là người ở cửa hàng bánh ngọt này, hay là hiệu thuốc này, khi nhìn thấy cái bóng dáng của họ ấy, thì tôi cảm thấy không phải là họ đang chịu đựng vất vả vì tương lai hay vì tiền bạc gì đâu. Vậy là một đoạn này đang nói về một điều tích cực, đúng không? Đối với họ, công việc là cả cuộc đời, và trong đó họ cảm nhận được rất nhiều thứ khác. Đúng của chúng ta sẽ phải là số 1 nhá, chỉ bằng chính xác, chứ không phải là công việc không phải là cuộc đời. Nếu công việc không phải là cuộc đời thì là phủ định, mang tính chất phủ định rồi, không đúng được. Câu 51 là câu chúng ta phải điền koso bakari nomi hegurai. 51 các bạn thấy ở đoạn gần cuối này, hataraku koto yorokobi to naru kyochi ni made itaranakya to myō ni hansei shite shimatta. Myō ni giống như là kiểu như là totsuzen, hen ni ayashiku đấy, đột nhiên tôi kiểm điểm lại bản thân mình, à tôi cũng sẽ phải gì đây, đạt đến cái cảnh giới mà chính cái công việc trở thành niềm vui, đúng không? Nhấn mạnh nhá, nhấn mạnh cái làm việc chứ không phải cái gì khác. Vậy thì để nhấn mạnh như vậy, chúng ta sẽ chọn đúng nhất phải là koso, đúng nhỉ? Chính cái đó, không phải cái khác. Bakari là chỉ toàn này, nomi là chỉ giới hạn, chỉ công việc, không phải, ở đây là nhấn mạnh chứ không phải là giới hạn. Gurai là cỡ, coi thường, không đúng. Chúng ta sẽ loại trừ hết 2, 1 hay là 4. Đấy, như vậy đúng của chúng ta sẽ là như thế. Thì làm cái bài này chúng ta sẽ không cần phải đọc quá nhiều, nhưng mà lý thuyết là vậy. Để làm được bài này đúng ấy, các bạn cũng cần phải rất là chắc những cái kiến thức ngữ pháp. Tuyệt đối là không dành quá nhiều thời gian, 10-15 phút cho cái bài này nhá. Nếu vậy các bạn sẽ bị thiếu giờ để làm phần đọc hiểu đấy. Các bạn chỉ dành tối đa khoảng tầm 5-7 phút để làm bài này thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau xem qua cái nội dung bài này một chút. Mặc dù là đi thi là các bạn không cần thiết phải làm điều đó, nhưng mà đây là một bài đọc rất ý nghĩa, nên là chúng ta xem qua một tí xem nói gì nhá. Arito Kirigirisu no tatoe ga aru. Có một cái câu chuyện ngụ ngôn về kiến và châu chấu. Kirigirisu là con châu chấu này. Gì nhá? Con gì đây? Con châu chấu ấy. Đấy. Là một câu chuyện nha. Là một câu chuyện nói về gì đây? Nói về con châu chấu. Trước đây nó luôn luôn rong chơi, nó cười nhạo những cái chú kiến, đúng không? Mà làm việc vất vả đổ mồ hôi. Đấy, trước đây là cái con châu chấu nó như thế. Nhưng mà đến mùa đông ấy, đấy, khi mùa đông đến ấy, thì con châu chấu này nó lại bị gặp khó khăn và bị kiến, đúng không nhỉ? Cười chê, cười nhạo, nói rằng ô nhìn kìa. Đấy. Ở trong câu chuyện ngụ ngôn này, nó đang hàm chứa một cái quan điểm, một cái giá trị quan cho rằng chơi là cái việc thoải mái, nhàn hạ, lao động là khổ cực, vất vả đấy, thế nhưng mà vẫn phải chịu, đúng không nhỉ? Vẫn phải cố gắng, vẫn phải kiên trì nhẫn nại. Thế nhưng mà ở trong cái xã hội này có không ít người họ nói rằng làm việc thì vui hơn là chơi. Đấy. Ở này, ở cái chương trình tên là nhá, 24 jikan furu kaiten minna ganbatte imasu. Ở trên cái chương trình gọi là mở cửa 24/24, đúng không? Chúng tôi đều đang cố gắng.
được phát sóng ở trên kênh Terebi Tokyo này vào dịp Golden Week thứ ba tuần này. Đấy, thì có rất là nhiều những người như thế, họ đã xuất hiện. Những người như thế là những người như nào? Là những người mà họ nói rằng làm việc vui hơn chơi. Đấy, và mặc dù rất là ngạc nhiên khi là có những người như thế, nhưng mà tôi cũng cảm thấy thật là thú vị. Tiếp theo này, người ta liệt kê nhá, người ta liệt kê rất là nhiều cái đối tượng đó ra. Đấy, các bạn thấy có Biyoshi-san, Sobaya-san, Beniya-san. Đấy, ít nhất là ba đối tượng này đầu tiên. Ví dụ như là những người thợ làm tóc, đúng không? Mà gì nhở? Mà bất kể là sáng sớm hay là đêm muộn, chúng ta cứ đặt, đúng nhở? Chúng ta cứ hẹn trước là họ đều phục vụ Ichidemo. Đấy. Rồi thì gì nhở? Rồi thì những cái cửa hàng bán mì soba mà 40 năm họ không hề xả van ga, đúng không? Không bao giờ tắt van ga hay là họ không bao giờ hạ cái cửa chớp. Đấy. Tất cả những cái gọi là gì nhở? Ichidemo này, Socho này, Shinya này, đúng không? Không bao giờ đều thể hiện rằng họ là những người rất là thích làm việc nhá. Hay là gì nhỉ? Ở đây có từ Beniya-san, cái từ này Hán tự là chữ tiện lợi. Nhiều người sẽ nghĩ rằng đây là cửa hàng tiện lợi giống từ Konbini, nhưng mà không phải. Beniya-san ấy là những người mà họ làm dịch vụ đa năng, chẳng hạn như là mở khóa hay là bất kỳ một cái việc gì đó chúng ta muốn nhờ họ làm thì họ sẽ đến họ giúp. Họ làm chúng ta, họ, à không phải họ giúp mà họ sẽ đến họ làm và họ sẽ lấy công. Hay là những nhân viên làm dịch vụ đa năng mà họ gì đấy, làm 24 trên 24, họ không bao giờ họ tắt nguồn cái điện thoại. Đấy. Chỉ cần có cái sự nhờ vả từ khách là họ sẽ ngay lập tức họ đến, bất cứ đâu họ cũng sẽ đến. Đây, người ta lặp đi lặp lại những cái diễn tả cái sự chăm chỉ làm việc. Ngoài ra ấy thì còn toàn những cái người mà làm việc chăm chỉ, tận dụng cả thời gian ngủ, chẳng hạn như là người ở cửa hàng bánh ngọt hay là ở hiệu thuốc. Khi mà nhìn thấy những người như thế, những cái bóng dáng như thế thì tôi biết rằng họ không phải là họ đang chịu đựng tài rự, tài tê đây là chịu đựng nhá, không phải họ đang cố chịu với sự vất vả khổ cực vì tiền hay vì tương lai đâu, mà tôi nhận ra rằng họ đã đạt đến một cái cảnh giới, họ đã đạt đến một cái trạng thái tinh thần mà đối với họ ấy, công việc là cả cuộc đời. Và trong công việc họ cảm nhận được cả cái sự vui chơi, cả tình bạn, cả tình yêu gia đình, cũng như là cái niềm vui khi thể hiện bản thân trong đó. Đấy. Và tôi tự nhiên tôi lại thấy là mình phải xem lại bản thân, tôi kiểm điểm lại mình rằng tôi cũng sẽ phải đạt đến cái cảnh giới mà chính cái công việc, chính cái việc làm việc đó ấy, nó trở thành cái niềm vui của tôi. Để その境地に至るコツは何か。Vậy thì cái bí quyết để tôi đạt đến cảnh giới đấy là gì đây? Người ta mới đưa ra cái gì nhỉ? Đưa ra cái điều phía sau đó là đương nhiên ấy, một điều quan trọng là gì? Là các bạn biến những cái điều các bạn thích thành công việc, có nghĩa là điều quan trọng là được làm những gì mình thích. Đấy. Thế nhưng những cái người mà họ, hầu hết những người mà họ xuất hiện ở trên màn hình, chính là những cái người xuất hiện ở trên cái chương trình ở phía trên nói ấy, thì họ không có phải là người giàu có gì hết. Nhưng mà càng làm việc ấy thì họ lại càng gì đây? Họ lại càng được những người khác nói lời cảm ơn. Đấy. Chúng ta có thể hiểu rằng cái lời cảm ơn này chính là gì nhỉ? Chính là cái động lực giúp họ làm việc, đúng không? Và tác giả mới đưa ra một cái câu liên hệ với bản thân này. Watashi mo fuyō kazoku no musuko kara mou skoshi kansha sarereba hatarakuyorokobi ga koushin suru kamo. À, tôi cũng thế. Nếu như tôi được cái đứa con trai mà tôi đang nuôi nó nhá, nếu như tôi được con trai tôi cảm ơn ấy nhiều hơn thì có lẽ là cái động lực làm việc của tôi cũng sẽ tăng cao đấy. Đang để lừng lừng như vậy. Như vậy là cả bài này nói về cái việc gì nhỉ? Cái động lực làm việc. Đấy, nói về việc là làm việc đôi khi là cả cuộc đời. Nhiều người làm việc
vì niềm vui. Chúng ta sẽ lựa chọn đáp án như vậy. Các bạn hãy chú ý những cái điều mà Sensei lưu ý để rút ra kinh nghiệm làm những cái bài thi tiếp theo tốt hơn. Hôm nay chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại mọi người trong các bài thi sau.